Kiều. Anh chú sao? Kìa, tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi. Nhưng họ là ai? Tại sao em khóc? Không, em không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu. À, em đã yêu. Người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi mất rồi. Kìa, anh chú xa, làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh nói mấp mài trong tim. Mà giờ đây đã buồn mạnh rồi, anh có còn mình đã một thời chẳng yêu trong tuổi còn thơ để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơ. Lời anh nói ra em không hiểu được gì. Dân nặng cầm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một nỗi đau rồi. Cũng như anh em là kẻ ngại đen chinh phạt ngủ trên. Có phải và người đó đang về nguyện ư? Không, người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn. Gần bị tất cả mà dưới dạng lý quan sát tình cách nên tình tuyệt vọng. Tóc mây hoàng hoàng mây bay trong gió lộng, nhưng
chiều rồi sao bóng nhiên chiều anh lo sợ cho đánh mất một cái gì yêu nguyên. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết thì biết ai là người đập mộ cho anh. Anh chú Sa, anh nói gì là vậy? Các thiên hiền sống bên nhau từ thứ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống dài đây. Thiên Kiều anh yêu em. Anh lo anh yêu em rủ của anh à, đi rồi phải không? Anh đi rồi phải không? Lên môi xó một tiếng giấc mơ xưa chỉ còn lại đóng cho ta. Anh không biết mình phải làm gì hơn nữa, nên cầu mong cho mình được chết. Do tương yêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ luyện nhiều. Anh nói ra đây, cho nói lòng lầm thầm kinh, ngồi tiếng thô anh cầm thầm đến lùn. Anh đau khổ bao nhiêu, anh muốn giàu to lắm. Anh yêu em tha thiết, vì giữa chúng ta đau cùng chung máu huyết từ thời sanh ra biệt thôi.